mệt à, mệt gì? Em nhảy mệt đó hả? Nhi hao, nhi hao, sao chưa? Nhưng mà cái quạt nó làm bay vậy. Mưa đó rồi làm gì? Nó có sao em thấy gì không hả? Má sao tôi bị bầm một cả ở đây nè. Tôi sao anh xem? Em sao anh đi Huyền? Là anh đang đi tối em á hả? Đúng không? Anh Mai gọi em lên trả lời lên trời dỗi à? Bánh trứng á, ngon nè. Làm vừa phá lưới không thầy? Lưới này dễ nứt ra đá. Không nha, thì nhân không ghen lắm. Bảo không. Cầm xẹt con cá là xong. Ơ, tự nhiên bỏ. Tức ra hả? Bỏ tớ đây, anh có thắng chưa? Kéo tắt như này mà anh không thích, tự nhiên kéo không hợp lý nè, cho kéo lại nhá nè, nhìn không tốt nè, chân có tốt chân không tốt nè, đó nhìn thiếu thốn mới đái. Ủa là có tốt đồ hơn hay là anh hai bỏ tốt ra hay được bỏ tốt ra hay là đem tốt vào? Sao Sài Gòn?
Bỏ tớ ra đây, đeo tớ vào. Bỏ tớ nhá. Cái gì vậy? Có chị yêu. Come on, senpai. Hello everyone, give me one follow. Thank you so much.